Mình vô App Store ha. Thì mình bấm chữ plan. Đó, mình sẽ tìm thấy plan thôi. Đây nè, plan. Này, game. Đây nè. Đây, bấm lên. Đó, mình download cái này nè. Mình về cái chỗ này nè. Đó, mình download cái chỗ này ha. Mình sẽ download cái này. Cái lên này. Đó. Mình download cái này để về. Đó, tạm xóa đi để cho bà. Xóa đi. Đó. Rồi, mình download nó về. Để nó download xong. Download nó xong rồi. Có cái này rất là hay, là mình có thể coi được cái cây ở trong vườn mình là cây gì. Nhiều khi mình gieo hạt xong rồi quên, không biết. Nhưng mà nhiều khi cây còn nhỏ đó, nó không có lên để mà mình nhờ thấy rõ, nhưng mà thỉnh thoảng là mình vô được là mình sẽ thấy đó, nó lên được cái cây cái tên gì, giống cây nhỏ nhỏ lên đó, nó biết cây bầu cây gì nọ kia. Đang đi ra ngoài vườn đó, ví dụ như mấy cây nhỏ nhỏ sẵn làm cho bà con biết luôn, tại vì có mấy lần chỉ mà như thấy ai cũng hay hỏi cái này hoài à, cho nên á giờ mình cứ mình không biết cái cây đó là cây gì, mình download cái này về rồi là mình sẽ làm được, đợi nó lên nó bị lâu, đợi nó download xong rồi á là mình sẽ lấy được, lấy ra là nãy có sẵn rồi. Nhưng mà tại muốn làm cho từ đầu cho bà con thấy được. Này có nhiều nhiều cái app lắm, nhưng mà cái app này là em thấy chính xác nhất. Đó, giờ nó lên rồi không? Mình open nó lên. Mình open nó lên. Đó. Thì đây nó hỏi hỏi continue. Đó, mình set, mình allow nó hoặc là mình add khi mà nó vô từng cái app thôi. Rồi ở đây nó sẽ hiện ra cái này á, là nó hỏi mình có chịu trả tiền 29 đồng 99 cho 1 năm không. Mình đừng có bấm, mình không muốn trả tiền thì mình bấm cancel nó đi. Rồi rồi ở đây mình sẽ trả lời nó đó, mình không cần trả lời luôn, bấm no thêm đó. Rồi ở đây nè, ở đây á là mình thấy có cái hình nè, cái hình chụp hình ha, rồi mình thấy có cái ok đó, mình thấy chụp hình nè đó, mình bấm lên. Rồi này nó có cái dấu cộng cộng á, là cái chỗ này là mình đi soi mấy cái cây của mình coi là cái cây của mình á có bị bệnh gì hay không đó. Thí dụ như cây mình bệnh mà mình không biết nó bị cái gì, bị vàng lá hay bị gì này nọ kia, mình không biết. Mình bấm ở đây, mình bấm vô cái chỗ mà cái hình mà xe cứu thương, hình cứu thương đó, hình cái dấu cộng á, đó. Đó, cái túi cứu thương đó. Đó. Đây có nhiều cây cỏ. Đó, ví dụ như giờ cây nhỏ nhỏ này này. Giờ muốn bấm cây nhỏ, mình bấm vô cái nút chụp hình nè. Mình bấm vô nút chụp hình, mình coi cái cây nhỏ này là cây gì, nó sẽ cho mình biết. Rồi mình mở lên rồi mình bấm chụp hình, không nó sẽ nói cho mình biết cái cây này là cây gì. Đó, nó là cây bít, cái này là nectarine. Đó, cây nectarine. Đó, cái này là ăn hột, sẵn giới thiệu luôn, ăn hột rồi bỏ xuống đúng 1 năm nó lên, mỗi mùa là nó lên đó. Giờ nó mới lên mấy cây con nectarine đó,
rồi nó hiện ra mấy cái này mình bỏ đi, mình lay thôi hả. Rồi dễ lắm, không có gì khó hết. Rồi giờ mình vô trở lại, nó cũng hiện ra cái chỗ mà trả tiền, mình bấm cancel đi. Đó, ngoài vườn này nó có mấy cái cây mình mới trồng đây, mình mới bấm lên nè, cho lại lần nữa coi nè, coi cây này cây gì nha, nó ra là cây gì. Đó, cái này gọi là cây cây gì ăn cá thác lát ta, quên rồi, thì là cái này gọi là thì là đó, thì là mới trồng thì là trời 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 té đó. Để tìm mới có cây nào nhỏ nhỏ nữa không cho bà con thấy. À, thôi để coi cái cây nó bị bệnh nè, sẵn chiếu cây bị bệnh nè đó. Rồi bây giờ mình vô cái chỗ cuối cứu thương nè, mình bấm ở đây mình soi coi cái cây của mình nè, thì mình bấm vô chỗ ô ô ô tô ha, mình bấm ngay đây, bấm đây mình hô lên đó, rồi nó chỉ cho mình đó là mình chụp nguyên cái cây mình hô nó. Rồi cái hình thứ hai đơn đó, rồi xích đó, mình phải chụp vô cái cây này đó, cái cây này nó đang bị thiếu thiếu gì chất gì nè đó, mình không biết ha, này chắc nắng mấy bữa nay cái gốc này cây nó còn non đó. Rồi mình bấm tiếp đó, mình cứ bấm tiếp cái chỗ nào mà mình cần coi coi cây nó bị gì không đó, mình cứ bấm và mình sạc, nó sẽ nói cho mình biết là cái cây này đang bị cái gì đó đó. Rồi dễ không, dễ quá đó, nó sẽ nói cho mình biết làm cái gì làm cái gì đó, nó chỉ mình làm đó. Nóng quá nó thiếu à, thiếu pH, thiếu rồi, thiếu đất, soi pH, bóp vào water, rồi chiều nói anh chồng thôi đó. Đây là cái cây bị bệnh không đó. Rồi như mấy cái cây này nè, cây tía tô của mình nó đang lên nhỏ nhỏ không đó, mình chụp hình thôi. Nhiều khi mấy cây nhỏ nhỏ thì nhiều khi nó chưa có nói đâu, nó chưa nói chính xác đâu, nhưng mà mấy cây hầu như là nó cũng chưa chính xác đó. Đó nó cũng ra rồi đó. Đó. Thấy không đó, nó nói chính xác.